Ngày 4 tháng 3, một lãnh đạo huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết công an huyện vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương làm rõ, truy bắt nhóm nghi phạm cướp tiệm vàng. Theo vị lãnh đạo này, bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được nhiều manh mối về nhóm người này. Trước đó, ngày 3 tháng 3, tiệm vàng BQ, tên viết tắt, có địa chỉ tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng trình báo bị cướp. Theo đó, nhóm 4 người chở nhau bằng xe máy, gồm 2 nam, 2 nữ, vào tiệm vàng rồi dùng vật giống súng đe dọa nhân viên để cướp vàng. Qua trình báo ban đầu, số vàng bị cướp trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Từ camera ghi lại, 4 người mặc áo khoác trùm đầu, sau khi cướp được vàng đã nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.